Vậy thì ở những cái clip trước thì em đã lên và giới thiệu cho anh chị rất là nhiều mẫu loa của bên em. Thì có nhiều câu hỏi thắc mắc là không biết là loa thực sự là có đúng như quảng cáo hay là không. Rồi khi mà mua hàng online thì bảo hành như thế nào? Thì trong video nào em cũng giải thích rõ ràng rồi. Khi mà mua hàng của bên em, đặc biệt là em không nhận đặt cọc trước. Mọi người nhận hàng, mọi người cứ kiểm tra hàng thoải mái. Test hát thử thoải mái, cảm thấy ưng ý, hài lòng về chất lượng sản phẩm, loa hay loa chuẩn đúng như em quảng cáo thì lúc đấy anh chị mới thanh toán tiền. Còn khi mà hàng em giao tới là loa có vấn đề, có lỗi, có trục trặc gì, anh chị hoàn toàn cứ trả về cho em thoải mái, không mất bất kỳ một cái chi phí nào hết, nên mọi người cứ yên tâm. Và còn về chế độ bảo hành thì hiện tại em đang có 3 chi nhánh chính là ở Bình Dương, Thanh Hóa và Hà Nội. Đấy thì nếu như mà trong quá trình sử dụng loa có lỗi, có trục trặc, có vấn đề gì, mọi người có thể liên hệ trực tiếp lại với em. Số điện thoại em có để trên màn hình đấy, mọi người cứ lưu lại và có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chỉ cần báo tình trạng loa như thế nào thì bên em sẽ gửi mới bảo hành, đổi mới linh kiện cho anh chị. Ví dụ nhé, trong quá trình sử dụng hư cặp mic này đi, bên em sẽ gửi cặp mic mới xuống tận nhà đổi cho mọi người. Hoặc là hư mạch công suất này, hoặc bất kỳ linh kiện bát chép gì trong con loa, bên em sẽ đều đổi mới linh kiện trong quá trình còn thời gian bảo hành thì bên em sẽ bảo hành miễn phí 100% cho mọi người. Còn nếu như mà hết cái khoảng thời gian bảo hành rồi thì bên em vẫn hỗ trợ sửa chữa cho mình. Đấy, nên là anh chị cứ yên tâm mà sử dụng những cái sản phẩm của bên em. Thì nói chung là ở trong clip em nói như thế nào thì em giao tới tận nhà cho mọi người đúng như vậy luôn. Em không có bán thất, báo giá công khai rõ ràng ở trên video nên mọi người cứ yên tâm. Ở đây thì em có những cái dòng loa 4 tấc đơn này, những dòng loa 5 tấc đơn và cả những dòng loa 4 tấc đôi nữa. Nếu như mà ai vừa tiếp cận kênh của em đang cần tìm hiểu cho mình những cái dòng loa kéo phù hợp với gia đình, mọi người có thể xem hết cái video này của em. Và nếu như mà anh chị muốn đặt hàng thì cứ để lại bình luận ở phía dưới cho em, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại, số Zalo em có để trên màn hình, bên em sẽ gọi điện và tư vấn cụ thể hơn cho mọi người ha. Rồi không để mọi người mất thời gian thì sau đây em sẽ đi chi tiết từng mẫu loa này và giá thì em cũng sẽ báo công khai luôn. Ở đây thì em có dòng loa 4 tấc đơn 2 đường tiếng này. Con này model là V25 nha cả nhà. Được trang bị cấu hình là một bát 40 và một chiếc đi ra 2 đường tiếng. Chất liệu ở đây sử dụng là thùng gỗ sơn sần, không phải là thùng nhựa đâu ạ. Thùng gỗ sơn sần chống xước chống nước ha. Mạch công suất ở đây thì sử dụng cho anh chị là một bộ mạch công suất nguồn xung có 9 nút chỉnh. Như mọi người có thể thấy ở trong video, ở đây thì trang bị cho anh chị là volume của nhạc này, có bát chép của nhạc, bát chép của micro, có echo, delay và guitar volume này. Thì khi mà mọi người không sử dụng đàn guitar thì mọi người có thể vặn nút về này về không giúp em. Rồi trang bị thêm đó là một chỗ cắm mic có dây và một chỗ cắm đàn guitar chơi nhạc cụ này, cổng in out để kết nối từ loa sang tivi, có công tắc tắt mở của loa, chỗ đấu bình ngoài 12V. Có nhiều anh chị thắc mắc là không biết là cái chỗ cộng trừ này là để làm gì, thì đây là chỗ để chúng ta đấu bình ngoài nha mọi người. Trong quá trình sử dụng mà không may loa hết bình hết điện mà mọi người đang hát thì mọi người có thể đấu đấu thêm bình ngoài vào mình sử dụng ha. Rồi có chỗ để chúng ta cắm sạc điện trực tiếp 220V này, có khe cắm USB, khe cắm thẻ nhớ, đầy đủ các chức năng luôn mà mức giá chỉ có hơn 2 củ thôi. Con này thì được tặng kèm cho mọi người là một cặp mic VHS để mình karaoke, hát cực kỳ nhẹ và cực kỳ êm, đầu hợp kim thân nhựa, chống hú chống rít tốt. Có hai mặt lưới màu đen và màu vàng cho anh chị lựa chọn. Và chiều cao thì mẫu loa V25 này cao tầm khoảng 73, chiều ngang 43 và nặng tầm khoảng 22 kg. Mức tài chính chỉ có 2.250.000 thôi. Bên em bảo hành 3 tháng và bao vận chuyển về tận nhà. Đấy, những ai mà thích chơi những cái dòng loa tầm giá bình dân hơn 2 củ thì mọi người có thể tham khảo qua dòng loa V25 này, 2.250.000. Còn nếu như mà anh chị muốn chơi những cái dòng loa công suất lớn hơn, mình có thể chơi đám tiệc này, chơi ở trước sân vườn liên hoan sinh nhật tiệc tùng thì mọi người có thể tham khảo qua dòng loa V50. Một cái dòng loa công suất lớn nhưng mà có thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển cho mọi người thì đây, dòng loa V50 đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho anh chị. Được trang bị cấu hình là một bát 50, côm 65 từ 170, một chung và một chép ha. Đi ra 3 đường tiếng này, chất âm tiếng bát, tiếng chép đến ra cực kỳ căng. Con này thì chiều cao là 80, chiều ngang 52 và nặng tầm khoảng 40 kg. Những cái mẫu loa bên em thì đều được trang bị bánh xe đầy đủ cho mọi người di chuyển. Chất liệu là thùng gỗ sơn sần chống xước chống nước. Ở đây thì nó sẽ có hai mặt lưới ha, màu đen và màu vàng cho anh chị lựa chọn. Tặng kèm cho anh chị là một cặp mic kim loại UHF, reset tần số và tăng chỉnh âm lượng riêng của từng mic. Mic sử dụng là cặp mic pin tiểu, hết pin thì anh chị có thể thay pin cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, đấy thì ở bên trong này mình có thể tăng chỉnh được âm lượng to nhỏ riêng của từng mic, và khi mà bị lạc tần số, mọi người có thể liên hệ trực tiếp lại với em thì em sẽ hướng dẫn cho mình cách lấy lại tần số cực kỳ dễ dàng ha. Còn về mạch công suất thì ở đây, mạch công suất sẽ lắp cho anh chị là một bộ mạch công suất nguồn xuyến như thế này, có 10 nút chỉnh.
Đấy, em quay rõ cái máy cuốn sách cho mọi người có thể nhìn thấy rõ, có bát chép nhạc, bát chép micro này, có echo delay và repeat này. Trang bị thêm hai chỗ cắm mic có dây, hai chỗ cắm đàn guitar chơi nhạc cụ, rồi chỗ có chỗ đấu bình ngoài, rồi chỗ cổng in out kết nối từ loa sang tivi, đầy đủ các chức năng. Thì hiện tại em đang hỗ trợ lắp cho anh chị là dòng mật delay. Còn nếu như mà anh chị muốn chơi những cái dòng mật reverb xịn hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em, thì em sẽ báo kho lắp reverb cho anh chị và phụ thu thêm là 100.000. Tức là dòng loa V50 này với mức tài chính là 4 triệu 3 là dòng mật delay. Còn nếu như mà mọi người muốn lắp mật reverb thì mức giá là 4 triệu 4. Đấy, bảo hành trong vòng 3 tháng đổi mới linh kiện ha. Còn nếu như mà những anh chị nào mình thích chơi những cái dòng loa đôi, những cái dòng loa có thiết kế hầm hố này, đầy đủ tiếng bát, tiếng chép, bát chép độc cực kỳ căng, thì mọi người có thể tham khảo có dòng loa V40. Đây là dòng loa V40, một cái dòng loa mà có rất là nhiều anh chị yêu thích bởi thiết kế bề ngoài của nó và cũng như là chất âm mà nó phát ra. Con này thì sử dụng cho anh chị là không phải là thùng gỗ sơn sành nữa. Ở đây sẽ sử dụng là thùng gỗ veneer toàn thân phủ một lớp gỗ cực kỳ đẹp, cực kỳ sang, rất là bóng bẩy. Mình đặt ở đâu trong nhà nó cũng sang. Và thùng gỗ cao cấp như thế này thì nó sẽ cho ra một cái độ bền nó sẽ cao hơn và chất âm nó phát ra nó cũng sẽ chắc chắn hơn. Con này thì sử dụng cho anh chị là hai bát 40, 451 từ 140 và hai con loa chép 250. Mật công suất ở đây thì bên em sẽ lắp cho anh chị một bộ mật công suất đầy đủ các chức năng, 13 nút chỉ, mật cùng Bluetooth 6.3, hệ điều hành mới nhất luôn. Tất nhiên vẫn được trang bị bát chung chép của nhạc này, bát chung chép của mid này, có reverb, delay, echo là đầy đủ. Rồi có thêm hai chỗ cắm đàn guitar chơi nhạc cụ này, rồi hai chỗ cắm mic có dây. Thì khi mà anh chị mua hàng của bên em, nếu như mà mọi người chưa biết cách điều chỉnh các nút này như thế nào thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì em sẽ gửi video, gửi hình ảnh cho mọi người chỉnh sao theo phù hợp ha, chỉnh sao theo cảm thấy ưng ý nhất có thể. Thì con này chiều cao tầm khoảng 85, chiều ngang 90 và nặng tầm khoảng là 55 kg. Model là V40 và nó cũng sẽ có một màu duy nhất thôi là một màu vàng như thế này. Và mức tài chính mà mọi người bỏ ra cho mẫu loa V40 này là 5 triệu 5. 5 triệu 5 bảo hành 3 tháng bao vận chuyển về tận nhà. Vẫn được đi kèm cho anh chị là một cặp mic UHF như thế này. Đấy, 5 triệu 5 bao vận chuyển. Còn nếu như anh chị tài chính thấp hơn một xíu, mọi người muốn chơi những cái dòng loa đôi nhưng mà giá mềm hơn, thì đây em cũng có luôn một cái dòng loa quốc dân. Đây là dòng loa V39 này. Ngoại hình thì nó sẽ nhỏ hơn dòng loa V40. Đấy, con này vẫn được sử dụng là hai bát 40 và hai chép. Chiều cao là 75, chiều ngang 85 và nặng tầm khoảng 45 kg. Nó sẽ có hai màu lưới nhé, màu đen và màu vàng cho anh chị lựa chọn này. Rồi, chất liệu sử dụng ở đây là chất liệu thùng gỗ sơn sành, chống xước, chống nước. Với một con loa như thiết kế như thế này thì bên em sẽ lắp cho anh chị là một bộ mật 10 nút chỉnh. Mật ở đây thì nó cũng tương tự con V50. Đấy, và với mức giá cũng chỉ có 4 triệu 3 thôi thì anh chị đã sở hữu đồ dòng loa hai bát 40 đôi như thế này rồi, cực kỳ rẻ luôn. Đấy, thì đây là một cái dòng loa công suất lớn nhá. Đối với dòng loa V50 và dòng loa V40 và dòng loa V39 thì với mức tài chính chỉ có 4 củ 3, bảo hành 3 tháng. Thì có nhiều anh chị thắc mắc là không biết là nên lựa chọn dòng loa V50 hay là V39. Thì nếu như mà mọi người thiên về karaoke á, mọi người muốn sử dụng những cái dòng loa đầy đủ tiếng bát, tiếng chung, tiếng chép để karaoke hay hơn, trầm ấm hơn, thì mọi người có thể lựa chọn qua dòng loa V50. Còn nếu như mà anh chị thiên về nghe nhạc, muốn tiếng bát, tiếng chép nó đập căng hơn thì mọi người có thể tham khảo qua dòng loa V39. Mức giá vẫn là 4 củ 3, bao vận chuyển, bảo hành 3 tháng. Thì tùy vào những cái dòng loa sẽ có mức bảo hành khác nhau. Thì những cái mẫu loa em đang giới thiệu ở đây thì sẽ có bảo hành, thời gian bảo hành là 3 tháng. Còn có những cái dòng loa sẽ có mức bảo hành 6 tháng hoặc là 12 tháng. Thì những cái dòng loa nào bên em cũng đều báo rõ thời gian bảo hành rõ ràng ở trong video luôn. Thì về hình thức bảo hành như em đã nói thì hư hỏng bất kỳ linh kiện nào bên em đều đổi mới linh kiện về tận nhà cho mọi người, hướng dẫn cho anh chị lắp đặt tại nhà rất là đơn giản và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho mọi người. Còn về chế độ giao hàng thì hiện tại bên em đang hỗ trợ bao vận chuyển trên toàn quốc. Nhận hàng mọi người hoàn toàn kiểm tra test thử, ok mới thanh toán, không ok thì cứ trả về cho em. Bên em cũng không nhận đặt cọc trước nên mọi người cứ yên tâm. Thì do là thời lượng video có hạn nên em không thể test hết tất cả những cái mẫu loa này được. Thì những ai đang xem theo dõi cái kênh YouTube này của em, mọi người muốn nghe âm thanh của một trong số các dòng loa ở dưới đây thì cứ để lại bình luận ở dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại, số Zalo em có để trên màn hình, thì bên em sẽ gọi điện và tư vấn cụ thể
thể chi tiết hơn cho mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của em. Xin chào và hẹn gặp lại.